Vào lúc 7 giờ sáng nay tại đường Nguyễn Hoàng thuộc tiểu khu 3 thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, lực lượng chức năng trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện bên lề đường có 2 bao gai màu vàng. Tổ tuần tra đã mời người chứng kiến và tiến hành kiểm tra 2 bao gai, phát hiện bên trong có nhiều gói mì thôm, miến và rau cải thảo. Ở giữa rau cải thảo có 8 gói ni lông màu trắng, nghi là ma túy, nên đã kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Triệu Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh để tiến hành làm rõ. Qua đó đã xác định được bên trong 8 gói ni lông có chứa 16.000 viên ma túy tổng hợp nhãn hiệu VKY. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.